ơi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì theo yêu cầu của rất là nhiều bạn thì ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục quay trở lại với bộ phim Skibidi Toilet Multiverse tập thứ 25 và là phiên bản phân tích giả thuyết và bí ẩn của bạn Bùm nha các bạn nha. Let's go baby. Để coi là liệu bạn Bùm nói gì trong cái tập phim này nào các bạn ơi. Đầu tiên bạn ấy nói tài tình the real man nổi điên. Wait a minute, không phải nổi điên đâu Bùm, mà đó là cơn thịnh nộ đó Bùm mà. Mà tính ra nó cũng giống nhau mà. Rồi, tài tình TV Man xuất hiện nha các bạn nha. Và chỉ TV là Real Woman chính là con tin của tụi Skibidi Toilet các bạn à. Ngay bây giờ không nói thời gian các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video luôn nha các bạn. Mong là các bạn nhớ lại cho video này một nút like để ủng hộ cho anh Jay làm tiếp nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Let's go baby. Ok các bạn à, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vô coi phân tích Skibidi Toilet Multiverse tập thứ 25 do bạn Bùm làm nha. Nhưng mà trước video này mình biết nãy giờ các bạn không để ý cái mặt của mình đâu, mà các bạn để ý cái trên này à, đúng không? Có một bạn fan đã gửi cho mình các bạn à, và chính là cái bạn fan mà hôm bữa vẽ luôn thì phải á các bạn. Bạn ấy vẽ Bùm nè các bạn. Quay hồi lúc mình nhận được tấm hình này em sẽ cười 3 ngày 3 đêm luôn các bạn à. Đây nè, ăn chai Sting uống bịch snack vào đây. Tại sao em lại vẽ khuôn mặt của Bùm như thế này? Why you made it? Mà bạn ấy còn viết chữ Bùm bên đây là các bạn, chắc là bạn ấy muốn tặng cho bạn Bùm nha các bạn nha. Bùm ơi, đây là món quà của em nè Bùm. Ok, anh Jay đánh giá cho tấm hình này là 10/10. Thôi được rồi, bắt đầu video thôi, nhảm quá, let's go baby. Xin chào các bạn, lại là Bùm đây. Chào Bùm nha. Studio vẫn chứng minh năng suất làm việc cực tốt của mình khi chỉ trong vòng tầm. Đúng rồi đó, nhanh thiệt á. Ra mắt Skibidi Toilet Multiverse tập 25. Tính ra là mấy anh Doom Studio này là mấy anh làm lẹ thì đó các bạn. Oh my god. Wow. Kiểu là tuần trước mới ra là tuần này ra tiếp nha các bạn nha, mà ra rất là đều và rất là đúng giờ luôn. Còn anh Đao Phu của mình thì hơi chậm xíu, tại vì anh hai của mình làm của mình nè các bạn. Mình nói cho bạn thêm một cái bí mật nữa nha, đó chính là những anh Doom Studio này đã nhắn tin cho anh Đao Phu kêu là: ê bạn ơi, bạn có cần tụi tôi giúp đỡ hay không, chứ tôi thấy bạn làm của mình tội nghiệp quá, với làm không kịp. Thế mà anh Đao Phu kêu khỏi, tôi thích một mình tôi tự làm để tôi dễ quản lý và cũng dễ thực hiện ý tưởng nha các bạn nha. Công nhận anh Đao Phu giỏi thì cái chứ. Nói chung là anh muốn tự làm nha các bạn, anh không muốn nhờ mấy anh Doom Studio này. Với độ dài gần 5 phút, tập phim tuy bao gồm 5 phút luôn cơ không? Nhưng là... bình thường mà 5 phút là anh hai mình làm tầm khoảng 20 ngày mới xong. Thứ người xem không muốn thấy nhất, các Titan thay vì cùng nhau tiêu diệt Skibidi Toilet thì họ lại đánh nhau. Đúng rồi, chắc bạn cũng biết rồi, đó là vì Titan Dreamman đã hiểu lầm quân đoàn liên minh, với lại đau buồn khi mất gia đình đó Bùm. Mọi sự tức giận phẫn uất trong lòng anh đã chút thẳng vào đầu Titan Cameraman, khiến okay. Titan Cameraman bị thương nặng. May mắn thay, Titan TV Man đã xuất hiện kịp thời để giúp đỡ. Cuối cùng, con thấy được True Women, người duy nhất còn sống trong đợt tấn công vào căn cứ True Man của Skibidi Toilet. Đấy là nội dung chính. Còn về chi tiết, con... ok. Cũng may là tụi nó bắt chị The Real Woman, chứ tụi nó mà bắt chị TV Woman thì tụi nó thua lâu rồi các bạn, biết sao không? Tại vì TV Woman mới dịch chuyển nha các bạn nha. Mà khoan, vậy tại sao khúc này chị TV Woman không tới dịch chuyển, chị The Real Woman đi cho rồi đi chạy? Đúng các bạn, đó là cách giải quyết nhanh nhất cái vụ này luôn các bạn à. Nhiều điểm bí ẩn kỳ thì cái trong xuyên suốt tập phim, vì vậy hãy xem đến hết video này để không bỏ qua bất kỳ tình tiết. Ok này. Còn bây giờ hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, ăn chai Sting, uống bịch snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Mở đầu video ta thấy thuộc bài luôn. Ngoãn mục của Titan Cameraman đứng trước cú đớp để cái súng vô. Titan Cameraman nhanh chóng gỡ dụng cụ khuếch đại khiên năng lượng của mình lên để Titan Dreamman, sau đó đạp một cú thật mạnh về trước để thoát khỏi tình huống nguy cấp. Ngầu. Titan Dreamman dễ dàng nghiền nát thiết bị khuếch đại bằng răng cưa ở bụng. Wow. Và rồi thể hiện tuyệt kỹ mới chính là phun lửa. Phun lửa. Titan Cameraman. Ê bro, các bạn nghe bây giờ các bạn hãy bình luận cho mình đi. Theo các bạn, anh Titan The Real Man chính là con cá sấu hay là con rồng? Wait a minute. Wait a minute. Mình thì đó giờ mình cứ nghĩ là anh ấy là con cá sấu các bạn à. Nhưng mà các tuyệt chiêu của anh thì hầu như là những tuyệt chiêu của những con rồng thời Trung Cổ đó hay sử dụng nha các bạn nha. Nào là lấy đuôi quật, nào là phun lửa, nào là cạp. Thật ra cạp thì con cá sấu nó cũng làm được mà.
Nhưng mà con cá sấu nó có một cái tuyệt chiêu mà anh Titan The Real Man không sử dụng các bạn à. Đó chính là một tuyệt chiêu mang tên là Death Roll. Có nghĩa là khi mà con cá sấu nó ngậm vô nó xoay xoay vậy nè các bạn, thì anh Titan The Real Man không hề sử dụng chiêu đó nha các bạn nha. Cho nên mình nghĩ là khả năng cao chắc chúng ta nên gọi ảnh là con rồng thì đúng hơn á các bạn. Tại vì con rồng thì nó cũng có sừng các bạn à. Hợp lý không? Ai mà nghĩ ảnh là con rồng bình luận số 1, ai mà nghĩ ảnh là con cá sấu bình luận số 2 nha các bạn nha. Rồi okay. Tiếp tục nào, let's go. Mega Man đã bắn laser đáp trả, nhưng nó là quá yếu nếu so với sự châu bò của Titan Real Man. Áo giáp siêu mạnh, chọn ngọn lửa nguyên tử và bị mất đi một cánh tay. Titan Real Man cái tay rớt nữa rồi. Chậm tiến lại gần, tưởng đầu Titan Camera Man đã hết cứu, thì đột nhiên sấm chớp mây đen kéo đến và một âm thanh kỳ lạ xuất hiện. Nếu cho quay ngược lại, bạn sẽ nghe là It's time to go. It's time to go. Bây giờ là giờ để đi ha, hay sao? Ngay bây giờ là thời khắc để giọt hay gì? Để chạy. Đã đến lúc phải đi. À, đã đến lúc phải đi. Âm thanh thì bạn tự hiểu rồi ha. Chính xác rồi. Titan TV Man chứ. Let's ai? Go baby. Anh dịch chuyển tức thời trong một quá trình quen thuộc. Xét về ngoài, có nhiều bạn kêu là anh ơi, Titan TV Man là giống như là kẻ mạnh nhất trong phim này rồi, phim này giờ hết hay anh James. Titan TV Man là quá mạnh rồi, không có gì là điểm yếu nữa. Nhưng mà khoan, các bạn vẫn quên mất một điều là Titan TV Man điểm yếu của ảnh vẫn là những chiếc màn hình nha các bạn nha. Mà các bạn có thấy điểm yếu bự chà bá lửa đúng không? Thế cho nên là bây giờ ảnh mới có cái áo giáp bảo vệ cái màn hình này nè các bạn. Nhưng mà đây vẫn là điểm yếu chí mạng của ảnh nha các bạn nha. Không bất tử đâu. Thì anh giống đến 90% so với bạn gốc. 10% còn lại là chiếc đồng hồ cùng khẩu súng trên tay ở đấy. Ồ, có cái đồng hồ đó hả? Thì đương nhiên là để chống hiệu ứng ngược dòng thời gian. Còn khẩu súng thì khi bắn ra sẽ tạo một hố đen không gian. Vào trong. Khi Titan hố đen mạnh lắm á. Titan TV Man đã đưa một cái Rubik có sáu mặt màu trắng cho Titan Camera Man. Màn hình TV á. Thay kịch. Nghĩa là lấy đi, lấy nó đi. Titan Camera Man vừa cầm khối Rubik trên tay thì cũng được dịch chuyển tức thời đi nơi khác. Ghê xịn. Thoát chết trong gang tấc vì đúng lúc này trong 36 kế chạy là thưởng sách mà. Đèn không gian cũng vừa mất đi tác dụng. Titan Real Man hét thật to làm rung chuyển ghê không gian. Titan TV Man thì vẫn bình tĩnh và nói Don't scare it. Đừng nghĩa có sợ nó. Đừng sợ nó. Oh my god. Đây có lẽ là lời nói mà Titan TV Man đang tự chấn an mình. Đừng có sợ. Tự nói với bản thân nè các bạn. Công nhận á, nếu như nhiều bạn mà có thể nói là Titan TV Man là người đa nhân cách thì cũng có thể là đúng nha các bạn nha. Bởi vì sao biết không? Tại vì ảnh ngay cái đầu này nè là một nhân cách khác, một cái đầu bên đây là một nhân cách khác, một cái đầu đây là một nhân cách khác, và ngay ở dưới đây vẫn là một nhân cách khác nha các bạn nha. Là bên trong cơ thể của ảnh hiện tại đang có tới 4 nhân cách khác nhau nha các bạn. Về đa nhân cách. Trời, Titan. Hold up. Wait a minute. Real Man rút vũ khí ra và chiến đấu thôi. Điều này chứng minh khúc này đúng hay luôn á. Titan TV Man cũng phải e dè trước sức mạnh của con quái vật Titan Real Man. Ok, con rồng mà. Vào nhau tấn công. Và nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy đòn đánh của Titan Real Man không hề tầm thường. Nỗ lực của nó rất cao. Trời ơi. Cao đến nỗi như Saitama nhưng vẫn đủ làm đối thủ văng ra xa. Rồi vô. Chào đổi sống âm bằng tay và kiếm thì đến dùng năng lượng. Dù Titan Real Man bị tấn công rất rát nhưng nghĩ đến mối hận mất đi toàn bộ người thân trong cái này gọi là gì biết không? Sức mạnh tình bạn nha các bạn. Gia tộc, anh vùng dậy vùng vũ khí loạn xạ. Tốc độ di chuyển của Titan TV Man rất cao nhưng vẫn không thể né được tất cả đòn. Trời ơi, anh bị ngã xuống sau cú quất đuôi của Titan Real Man. Titan Real Man tiếp tục đổi sang mũi khoan. Ê, tính ra là Titan TV Man á thì được cái là nhanh nha các bạn, nhưng mà Titan The Real Man là giống như trái gì trong 15 phút biết không? Giống như trái leo các bạn, nó spam như đi. Nó spam chiêu như đi các bạn. Mấy đứa chơi trái leo bát ở trong Blackfoot nó spam ghê lắm các bạn. Nó spam lửa y chang như Titan Real Man, nó spam chiêu kinh lắm. Nhắm thẳng vào nó spam như điên luôn. Titan TV Man nhanh nhẹn tách đầu ra và phản đòn, sau đó dùng kiếm cắt luôn mũi khoan và sừng của đối thủ. Ghê, cắt đứt luôn á. Không chịu thua, tiếp tục tung một cú cú đấm Saitama. Titan TV Man đã kịp thời né tránh. Ê, lúc mà bị đấm vô người chắc lủng nguyên lỗ luôn bạn, là trở thành trái đu nết á, lủng cái bánh đu nết. Trong cơn tức giận, anh lại tiếp tục buông ra câu chửi Shut the F cup. Rồi, cái mỏ hổn nữa rồi. Nghĩa đó
Im miệng đi. Cái mỏ hổn. Titan TV Man chuyển đổi cơ thể. Anh kích hoạt tấm kính bảo vệ đầu lên. Áo giáp rồi. Cho hai móc xích ôm sát vào cơ thể mình. Và rồi phóng thẳng về trước. Rồi chơi ngu và có mà cái kết. Có lẽ là quyết định sai lầm nhất. Chơi ngu có thưởng. Đến giờ Titan TV Man chẳng hề hấn gì. Trời ơi. Anh còn kéo Titan TV Man đến gần, tung một cú đấm giữa bụng. Ê mà cũng may là lúc đó anh Titan TV Man đấm nhẹ nha. Chứ ảnh mà dùng cái tiền chiêu One Punch Man mà đấm vô một cái là thành đu nết thiệt luôn á. Và tiếp theo là phun lửa. Chàng rồi ơi, sai lầm tuổi trẻ. Khứa Titan TV Man sai 1 thì khứa Titan TV Man sai đến 10. Titan TV Man đã dần hiến toàn bộ năng lượng còn sót lại cho Titan TV Man hút hết. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cõi đây TV Man ăn phải đòn và gục ngã, đánh dấu sự kết thúc của trận chiến. Đúng lúc này, okay. Skippy Toilet kéo đến với chiếc lồng được phủ vải đầy bí ẩn. Titan TV Man thốt lên đã để secret. Đó là bí mật. Nghĩa là đó là bí mật. Sau đó dịch bí mật gì? Thời đi nơi khác. Có vẻ như Titan TV Man đã biết được bên trong đó chứa cái gì. Vì vậy anh không cần ở lại nhìn mà vội vàng bỏ đi để chuẩn bị cho điều gì đó. Về vấn đề này thì cuối video Bùm sẽ phân tích kỹ hơn nhé. Ok, phân tích thôi. Vừa gặp lũ Skippy Toilet, Titan Real Man liên tục tấn công để chút giận. Và anh chỉ dừng lại khi tấm vải được kéo lên. Thì người yêu của anh trong lòng chính là Real Women, người thân duy nhất còn sống của Titan Real Man. Đây cũng là chi tiết làm rõ hơn về câu nói của bà Trùm trong tập 24. Bà ta có nhắc đến con tin nhỏ bé của bà ấy. Người đó chính là Real Women. Trở lại tập okay. phim, một con Skippy Toilet tiến ra phía trước để mang thông điệp đến cho Titan Real Man. Nếu như muốn người yêu mày sống, thì mày phải hủy diệt tộc Clockman cho tao. Ok chưa? Trên đó có viết, nếu mày muốn cô ấy sống, hãy phá hủy căn cứ tập Clock. Sau đó, bọn Skibidi nối lại những chỗ hư hại cho Titan Real Man. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh đừng cứu em, Titan Real Man đừng hy sinh như vậy. Lời đề nghị này nên sửa lại cho Titan. Không được, anh sẽ làm tất cả vì em, bởi vì anh yêu em. Real Man để mượn tay giết người mà thôi. Dù không muốn điều đó xảy ra, nhưng Real Man chẳng thể làm được gì trong tình huống này. Cô cúi mặt bất lực nhìn tất cả là tại mình. Và rồi tập phim kết thúc. Khoan đã, còn một chi tiết Bùm còn nợ các bạn ở phía trên. Đúng rồi đó Bùm. Có lẽ Titan TV Man đã biết bí mật bên trong chiếc lồng chính là Real Women. Có đoán được bà Trùm sẽ dùng nó để lợi dụng Titan Real Man. Mà nếu có ở lại thì cũng không thể khuyên nhủ được gì. Hệ thống ơi, có khi nào là Titan TV Man về căn cứ kêu chị The TV Woman xuất hiện không các bạn? Là lúc mà Titan The Real Man chuẩn bị dùng máy khoan phá hủy căn cứ của tộc Clockman, thì chị TV Woman sẽ dịch chuyển chị The Real Woman ra trước mặt Titan The Real Man kêu nè 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 nè, cứu được rồi. Cái là anh ấy sẽ dừng lại và chúng ta sẽ tổng tấn công vào căn cứ Skibidi. Ai à, câu nhận trí tuệ của anh Jay suy nghĩ cũng ghê thì cái chứ, nhưng mà anh Jay nghĩ chuyện nó sẽ ra đâu. Còn bị bọn Skippy chuyện đó mà xảy ra thì còn gì nữa. Phim nữa bạn, phim nó quá dễ rồi. Toilet hát nữa. Vì vậy cách tốt nhất là dịch chuyển tức thời đến tất cả căn cứ của tộc camera, speaker, clock, TV để thông báo mọi người đề cao phòng thủ. Ok, trên đây là tất cả đề cao phòng thủ Skippy Toilet Multiverse tập 25. Bùm nói là mọi người đề cao phòng thủ. Mình là Bùm, nhớ like và đăng ký kênh nhé. Bye bye. Ok, cảm ơn Bùm rất là nhiều nha. Ngày hôm nay là Bùm không có bỏ anh giữa chợ rồi nha các bạn. Mỗi ngày Bùm phân tích là Bùm toàn bỏ anh giữa chợ các bạn. Cảm ơn Bùm rất là nhiều nha. Tại vì Bùm có phân tích một cái chi tiết cuối cũng khá là hay các bạn à. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày mai rất là nhiều. Nếu bạn thích luôn này, nhớ lại cho video một nút like nha. Còn những bạn lần tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Và tất cả những gì mình với Bùm nói trong ngày hôm nay thì tất cả đều là giả thuyết mà thôi nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì Bùm bye bye. Nhớ like kênh tôi nha.